Như nghĩ là đây là một cái chương trình với một cái format rất là mới ở Việt Nam, và đây là sẽ là một cái cơ hội để cho các bạn trẻ của chúng ta được đam mê, thỏa sức trải nghiệm với những điều mà các bạn ấy đam mê theo đuổi. Và Nhi đang kỳ vọng rằng là chương trình của chúng ta sẽ có thể tìm kiếm được những tài năng thực thụ để mà các bạn sẽ có thể phát triển được hết mức có thể của mình để cống hiến cho khán giả Việt Nam. Một cái nhóm nhạc nam như thế nào thì đối với Đông Nhi là sẽ là thành công ở tại Việt Nam? Đấy là đánh giá chung, còn cá nhân một chút ấy, thì như thế nào ạ? Nhi nghĩ rằng là hiện nay á, các bạn khán giả trẻ hiện nay họ có một cái tai nghe vô cùng khắt khe, nên là nó là cái yếu tố đầu tiên, tiên quyết là các bạn phải có tài năng, các bạn phải thực sự là có thực lực thì các bạn mới có thể chinh phục được khán giả. Tiếp theo sau đó là các bạn phải có được cái niềm đam mê để mà có thể vững bước ở trên cái con đường này, bởi vì là thật sự là nếu như các bạn không đủ sự đam mê thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn theo được con đường dài, cũng không thể tôi luyện mình để trở thành một phiên bản hoàn hảo. Đông Nhi đánh giá thế nào về hai mentor nam ngồi cạnh mình? Rất là tài giỏi và rất là hài hước nữa. Cái gì chị hỏi với em hôm nay gì? Đông Nhi nghĩ như thế nào về hai con, là kiểu Trịnh Thanh Bình hay là hot chương trình này? À ok, đấy, người bạn vừa đi ngang qua, nghe nhắc đến tên của mình là phải nhìn liền Trịnh Thanh Bình và hay quá. Trịnh Thanh Bình là một người mà Nhi cũng đã từng biết rất là lâu rồi, và chị Harry Won cũng như vậy. Đây là lần đầu tiên mà Nhi có được một cái lần gọi là hợp tác chính thức trong một cái chương trình cùng với Trịnh Thanh Bình cũng như là chị Harry Won, thì thấy được rằng là cái năng lượng mà cả hai host mang lại cho chương trình là một cái điều mà không thể chối cãi. Nếu như mọi người có thể theo dõi chương trình thì cũng sẽ có thể thấy được rất là rõ ràng cái điều đó. Hai host của chương trình giống như là linh hồn vậy, các bạn ấy dẫn dắt chương trình một cách rất là điều tiết nhịp nhàng, và cả hai đều có một cái kiến thức rất là sâu rộng để mà có thể hiểu được rằng là các thí sinh, bởi vì là cùng là xuất thân từ ca sĩ, diễn viên và là nhà sản xuất, nên là hai host của chương trình đóng một cái vai trò rất là quan trọng, bởi vì là hai bạn sẽ có thể cho được những thí sinh của chúng tôi những cái kinh nghiệm thực tiễn và rất là quý báu. Vậy trong chương trình này Đông Nhi xây dựng mình là một hình ảnh mentor như thế nào? Nhi nghĩ là Nhi sẽ hơi khắt khe một tí xíu, bởi vì các bạn cần những cái lời khuyên nó mang tính xác thực hơn, chứ không còn là những cái lời hoa mỹ ở bên ngoài nữa. Ba mentor của chương trình sẽ đóng một cái vai trò là những người cố vấn cũng như là những người giúp cho các thí sinh sẽ có thể nhìn nhận được cái điểm yếu và điểm mạnh của mình để có thể khắc phục và hoàn thiện nó hơn mỗi ngày. Và cái việc mà đánh giá các thí sinh của chương trình như thế nào thì sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả, nên là ba mentor ở đây đóng vai trò giống như là người nhà cùng với các thí sinh để có thể giúp cho các thí sinh tỏa sáng nhất có thể. Thực sự mà nói rằng là Nhi khá là cân nhắc khi mà mình tham gia vào trong cái chương trình nào đó. Riêng với lại Vote for Five thì Nhi nhận thấy một điều rằng là đây là một cái chương trình tìm kiếm tài năng trẻ, và Nhi luôn luôn mong muốn rằng là sẽ có thể dùng những kinh nghiệm thực tiễn của mình trải qua trong vòng 14 năm qua để có thể chia sẻ với các bạn và giúp cho các bạn sẽ có thể có được một chút kinh nghiệm. Nên đó là lý do tại sao mà Nhi ngồi Vote for Five, và Nhi thấy là đây là một chương trình rất là hấp dẫn bởi cái tính chất khốc liệt của nó, và các bạn sẽ được sàng lọc qua nhiều vòng để có thể tìm được những cái tài năng xuất sắc nhất. Khi mà Trúc Nhân xuất hiện ở bất kỳ một nơi nào, Trúc Nhân cũng muốn mang đến một cái năng lượng tích cực và một cái gì đó nó đô nà xôn ha.
Đây là lần đầu tiên Trúc Nhân ngồi ghế đó, vì một lý do duy nhất là chịu nhận lời cái ghế nóng này. Tất cả những cái lời mời làm mentor trước Trúc Nhân đều từ chối hết, tại vì cái quyền sinh sát thí sinh nó nằm trong tay của mentor. Và Trúc Nhân rất rất không thích cái điều đó, tại vì cái áp lực và những cái sự buồn, cái sự thất vọng và những cái đấu tranh trong lòng khi còn phải loại thí sinh đó, nhưng không thích cái cảm giác đó. Nhưng mà đối với cái chương trình này, 100% sự ra đi hay ở lại của tất cả các bạn thí sinh không thuộc về mentor. Cho nên khi mà Trúc Nhân nhận cái chương trình này, Trúc Nhân cảm thấy rất rất là thoải mái. Như chị Hồng Nhi và anh Isaac cũng đã có những cái chia sẻ rất là cơ bản, những cái chia sẻ rất là nhiều, những cái mong muốn cho tất cả những cái nhóm nhạc khi mình ra ngoài cái showbiz thì nó phải có đời sống như thế nào. Thì đối với riêng Trúc Nhân, Trúc Nhân không trực thuộc bất kỳ một cái công ty nào từ trước đến giờ, và Trúc Nhân nghĩ cũng không một công ty nào có thể quản lý Trúc Nhân được. Tại vì cái tôi, cái sự run, cái sự nghiệp của mình, cái đầu producer, cái cách như viết kịch bản, cái cách như đạo diễn cho tất cả những cái MV của mình á, nhưng nghĩ nó là một trong những cái khả năng mà